cái anh nói kìa. Ừ. Anh nhìn mình kìa. Tại bà không á tự nhiên. Ấy, tôi nói đẹp trai quá nhiều khi cũng khổ. Hai bé này dễ thương vậy rồi giờ biết chọn ai ta? Ảnh nhìn mình kìa. Hello hai bé. Dạ, chào anh anh. ơi anh. Hai bé uống cà phê một mình hả? Dạ, anh ơi anh. À, rồi rồi. Anh biết rồi. Nè, đây là số điện thoại của anh. Anh nghĩ rằng đây là một cái sự trùng hợp nó ngẫu nhiên thôi, nhưng mà không sao hết, không sao hết. Anh take care được, ha. À, thôi thì bây giờ trước mắt anh tính vậy. Cô bé này, em sẽ chịu trách nhiệm ở ngày thứ hai, tư, sáu nha. Còn bé bên này sẽ là 3, 5, 7. Chủ nhật thì tụi em sẽ được off một ngày, tại vì anh muốn là anh được relax trở lại. Rồi để coi là sau khoảng thời gian hẹn hò một tuần ha, thì để anh coi là anh sẽ cân nhắc lựa chọn coi ai mới là người phù hợp trở thành bạn gái chính thức của anh. Anh biết là Anh cái sự ơi, sao? anh ơi, đây nè anh. Đây nè. Cháu. Em. Ây da. Được 10 phút rồi. Ủa, chưa kêu nước hả? Kêu nước đi. Đợi anh, đợi hai anh tới mới kêu nè. Sao rồi? Có mua sữa cho con không? Có rồi, em dặn mua sữa, mua tã, anh mua hết rồi, bỏ cấp xe kìa. Còn anh, nãy con có vô tới tận lớp chưa mà anh về đó. Đó rồi, yên tâm, chào hai anh. Dở quá. Hai anh là chồng của hai bé. Bà xã. Chào anh. Trời ơi, lòi cái khăn mùi xoay nè ba ơi, nhắc khéo nãy giờ tới nhị mà cũng không hiểu luôn. Ném tém rồi. Nhắc tới nhị nãy giờ cũng thì khi nào mà nhà của anh chị có cần thông cống thông bồn cầu gì cứ alo tôi ha, tôi làm full tuần luôn. Chủ nhật thì ốp một bữa. À, bên thông cống hả? À thôi, cả nhà mình nói chuyện vui vẻ nha. Hèn chi lòi nắp cống ra hoài. Ủa, tưởng ngồi đợi nước cái. Kêu nước đi.